8 thí sinh sẽ dẫn dắt chúng ta đến với thế giới cổ tích diệu kỳ, không gian sinh động lung linh sắc màu. Những nhân vật cổ tích với diện mạo quen thuộc nhưng cá tính vô cùng hiện đại. Mày không ngu, ai ngu? Con nói rồi, con không có ngu, con bị khờ chứ con không có bị ngu. Cùng sự xuất hiện của giám khảo khách mời danh hài Đại Nghĩa. Tôi là cái người rồi. À. Chắc chắn sẽ là một đêm thi vui nhộn mà quý khán giả không thể bỏ qua. Đón xem đêm chung kết 4 phát sóng lúc 21 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.